Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way to Way Cartoon. Trong video ngày hôm nay, Way to Way sẽ tổng hợp tất cả những series hoạt hình mới nhất tính từ thời điểm ra mắt năm 2013, bao gồm những series được công chiếu trong tương lai. Nhưng đây không phải là video tổng hợp đơn thuần, mà nó chính là cơ hội để các cậu được thấy những series yêu thích của mình xuất hiện trên kênh của chúng tớ. Tất cả những gì mà các cậu cần làm là xem hết video này, chọn ra nhiều nhất 5 series mà các cậu muốn Way to Way làm và comment số thứ tự của các series đó để chúng tớ được biết. Lưu ý, mỗi bạn chỉ được comment duy nhất một lần. Vậy nên hãy share video này để có thể giúp series đó có thêm lượt bình chọn nhé. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại lượt bình chọn sau 2 tuần kể từ khi video này được đăng tải, nghĩa là vào ngày 14 tháng 7 năm 2020, và 3 series có lượt bình chọn cao nhất sẽ xuất hiện trên kênh trong thời gian sớm nhất. Không để các cậu chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video nào. Let's go! Thứ nhất, Crack of the Creek. Đây là một series hoạt hình mới ra mắt trên Cartoon Network vào năm 2018. Bộ phim theo chân Crack, một cậu bé 8 tuổi ưa tìm tòi, mạo hiểm và đam mê khám phá. Sát cánh cùng cậu là hai người bạn JP, một cậu bạn cao lớn, ham ăn nhưng rất tốt bụng, và cô bé Kelsey, dũng cảm và thường xuyên tưởng tượng mình là siêu anh hùng trong những cuốn tiểu thuyết. Cùng với nhau, họ sẽ có những chuyến phiêu lưu thú vị ở trong khu rừng cạnh con suối mà không phải lo lắng đến sự giám sát của cha mẹ. Thứ hai, DC Superhero Girls. DC Superhero Girls là một bộ phim truyền hình phiêu lưu hành động Mỹ được phát triển bởi Lauren Frost và được sản xuất bởi Warner Bros. Dựa trên loạt nhân vật nữ trong vũ trụ DC, bộ phim được công chiếu vào ngày 8 tháng 3 năm 2019 với thời lượng đặc biệt kéo dài 1 giờ. Loạt phim kể về cuộc phiêu lưu của các phiên bản tuổi teen của Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna và Green Lantern, những học sinh tại trường trung học Metropolis. Thứ ba, Wonder Over Yonder. Bộ phim này được lên sóng vào năm 2013 trên kênh Disney. Phim theo chân Wonder, một anh chàng ngây ngô yêu đời cùng anh bạn Sylvia, một anh ngựa đầy cẩn trọng và biết suy nghĩ, chu du khắp thiên hà, giúp đỡ mọi người trên hành tinh của mình. Ở phe phản diện, ta có Lord Hader cùng với dàn tay sai Watchdog của hắn. Phim không đặt quá nặng vào màn cốt truyện nên các cậu có thể xem từ bất kỳ tập phim nào, không nhất thiết phải xem từ tập đầu tiên. Nhìn phim nhanh và lẫn chất hài hước ngớ ngẩn sẽ là sự kết thúc hoàn hảo cho ngày dài mệt mỏi. Bộ phim thứ tư, Infinity Train. Bộ phim kể về một cô bạn 13 tuổi có tên là Tulip. Trong một lần đi lạc, cô đã bị mắc kẹt trên một con tàu bí ẩn chứa đầy những câu đố và hiểm nguy. Đồng hành cùng cô trong cuộc hành trình gian nan đó là One, một robot có tính cách hiếu chiến, và Atticus, vô chó Cordinia. Loạt phim là cuộc hành trình của Tulip vận dụng sự linh hoạt và trí thông minh của mình để thoát khỏi con tàu vô cực và tìm đường trở về nhà. Bộ phim thứ 5 là Pac-Man and the Ghostly Adventure. Đây là một series hoạt hình được hợp tác sản xuất bởi 3 nước, Mỹ, Canada và Nhật, dựa trên tựa game Pac-Man huyền thoại của nhà sản xuất Namco. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính là anh chàng Pac-Man cùng hai người bạn thân nhất của cậu là Spiro và Cylindria. Họ đều là những học sinh của trường nội trú May School thuộc thành phố Parkopolis tại Park World. Trong một lần tránh kẻ bắt nạt học đường là Skibo, Pac-Man đã vô tình mở cánh cổng phong ấn Netherworld hay còn gọi là âm phủ, khiến lũ ma quỷ tràn vào Park World và phá phách khắp nơi. Nhiệm vụ của cậu chính là hợp tác cùng những người bạn của mình bảo vệ những công dân Park World khỏi mối đe dọa của những bóng ma bằng khả năng ăn ma thần thánh của mình. Pac-Man và The Ghostly Adventure đã ra mắt lần đầu tiên vào 15 tháng 6 năm 2013 trên kênh Disney XD và kết thúc vào năm 2015 với tất cả là 3 mùa phim. Các bạn trẻ từ một thời mê mẩn tựa game Pac-Man chắc chắn sẽ không thể bỏ qua series này. Series thứ 6 có tên là The Owl House. The Owl House là một bộ phim truyền hình Mỹ được sản xuất bởi Disney Television Animation. Bộ phim được tạo ra bởi Tana Torres và được công chiếu trên Disney vào ngày 10 tháng 1 năm 2020. Vào tháng 11 năm 2019, chương trình đã được xác nhận sẽ có mùa 2. Luz là một cô gái tuổi teen, tình cờ gặp một cánh cổng đến một thế giới khác thay vì đến trại kiểm tra thực tế. Khi ở trên hòn đảo Boiling, được làm từ hài cốt của một Titan đã chết, cô đã kết bạn với phù thủy nổi loạn có tên là Eater, The Owl Lady, và một chiến binh quỷ đáng yêu là King. Mặc dù không có khả năng dùng phép thuật và phải đóng giả làm phù thủy do định kiến của người dân ở đây đối với con người, Luz đã theo đuổi ước mơ làm phù thủy bằng cách làm người học việc của Eater tại nhà cũ và tìm thấy được một gia đình mới. Thứ 7, Milo Murphy's Law. Câu chuyện theo chân cậu bé Milo Murphy, cậu là con cháu nhiều đời sau của Murphy, được biết đến là người đã sáng lập ra định luật Murphy. Nếu bạn nào chưa biết thì định luật Murphy nôm na là nếu một điều xấu có thể xảy ra thì nó chắc chắn sẽ xảy ra. Dù vậy, Milo luôn lạc quan và tìm cách biến những tai họa khó lường trở thành những cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Cùng với hai người bạn dũng cảm của cậu là Melissa và Jack, họ sẽ học được cách không gục ngã trước những thử thách to lớn. Series được tạo ra bởi Jess Wampy Marsh và Dan Povermeyer, hai tác giả đã tạo ra một series huyền thoại mang tên Phoenix and Ferb. Vì thế, bạn nào là fan của Phoenix and Ferb thì chắc chắn không thể bỏ qua Milo Murphy's Law rồi. Series thứ 8, Troll Hunters: Tales of Arcadia.
Đây là một series hoạt hình mới được phát triển bởi Netflix, ra mắt vào tháng 8 năm 2016. Series phim kể về nhân vật chính có tên là James Jim Jack Jr., một cậu thiếu niên đang trên đường đi tìm kiếm vòng cổ phép thuật trong một thế giới bí ẩn chứa đầy loài troll. Sau đó, cô cậu cùng với những người bạn của mình được giao nhiệm vụ bảo vệ thế giới khỏi những sinh vật nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối trong thị trấn nhỏ bé của họ. Series thứ 9, Hilda. Hilda the Series là một bộ phim hoạt hình của Anh và Canada dựa trên loạt tiểu thuyết của Luke Pearson, được sản xuất bởi Silvergate Media và Mercury Filmworks. Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của Hilda, một cô bé tóc xanh cùng với chú nai cáo Twig chuyển đến sống tại thành phố Troberg, nơi cô kết bạn với cả những quái vật nguy hiểm nhất. Bộ phim ra mắt vào 21 tháng 9 năm 2018 trên nền tảng độc quyền của Netflix. Hilda đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và hiện tại đang thuộc top những series truyền hình có tiềm năng nhất trên Netflix. Bộ phim thứ 10, Unikitty. Unikitty là một series phim hoạt hình được sáng tạo và phát triển bởi hai họa sĩ Ed Scudder và Lin Wang dựa trên điện ảnh The Lego Movies, ra mắt vào năm 2014 và được hợp tác sản xuất bởi hãng phim Warner Bros. Cùng tập đoàn Lego. Bộ phim xoay quanh những cuộc phiêu lưu vui nhộn và kỳ thú của công chúa Unikitty, người trị vì vương quốc Unikingdom, cùng em trai cô là hoàng tử Puppycorn và những người bạn thân thiết của họ. Chính thức lên sóng trên Cartoon Network vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 và trải qua 3 mùa phim, Unikitty đã thu hút được sự yêu thích từ đông đảo khán giả nhỏ tuổi nhờ nội dung hài hước, vui tươi, màu sắc rực rỡ cùng hình tượng nhân vật đáng yêu. Mùa 3 của series đã kết thúc vào ngày 4 tháng 5 năm 2020 và hiện nay vẫn chưa có thông tin gì về season tiếp theo. Series thứ 11, The Dragon Prince. The Dragon Prince, hai hoàng tử rồng, được công chiếu trên nền tảng Netflix vào năm 2018 và vẫn tiếp tục ra mắt trong năm 2020. Series lấy bối cảnh thế giới viễn tưởng tại một vùng đất tên là Zadia, nơi chứa đựng rất nhiều phép thuật kỳ bí được tạo bởi 6 yếu tố: mặt trời, mặt trăng, sao, đất, bầu trời và đại dương. Thời kỳ trước kia của Zadia, tất cả các sinh vật bao gồm con người, yêu tinh và loài rồng đều sống trong hòa bình. Tuy nhiên đến một ngày, con người đã bắt đầu sử dụng phép thuật bóng tối do không thể sử dụng phép thuật một cách tự nhiên. Hậu quả là họ đã bị đẩy về phía Tây và lục địa chia làm hai bởi hồ dung nham khổng lồ. Kể từ đó, xung đột giữa các bên bắt đầu nổ ra. Nếu các cậu muốn xem diễn biến của The Dragon Prince, hãy đăng ký ngay một tài khoản Netflix cho riêng mình nhé. Series thứ 12, Boboiboy Galaxy. Tiếp nối phần phim gốc vào năm 2011, thì lần này Boboiboy cùng với Ying, Yaya, Feng và Gopo cùng một vài nhân vật phụ khác như Papa Zola đã cùng nhau lên vũ trụ để bảo vệ những quả cầu năng lượng hệt như Octobot, vốn đang trốn rải rác ở khắp vũ trụ và bị săn đuổi bởi rất nhiều kẻ thù có dã tâm xấu xa. Vẫn giữ nét hài hước của phần phim trước, lần này những cảnh hành động đã đẹp mắt hơn rất nhiều, tuyến nhân vật đã đa dạng hơn, bối cảnh đã được mở rộng hơn để đảm bảo đáp ứng được tất cả những bạn mới xem cũng như fan lâu năm của Boboiboy. Series thứ 13, Summer Camp Island. Summer Camp Island là một bộ phim truyền hình Mỹ được tạo ra cho Cartoon Network bởi Julia Pott, kỳ họa sĩ hoạt hình và tác giả của những nhân vật trong Adventure Time. Summer Camp Island kể về chuyến phiêu lưu của Oscar và Hedgehog, được công chiếu vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 và hiện đang là một trong những series khá là nổi ở trên Cartoon Network. Series thứ 14, Total Drama Rama. Total Drama Rama là một series hoạt hình Canada được sản xuất bởi Fresh TV. Sau đó, họ đã hợp tác với Cartoon Network để công chiếu tới tất cả khán giả trên toàn thế giới vào năm 2018. Cũng giống như Teen Titans Go thì Total Drama Rama là một series trẻ hóa của các nhân vật từ series cũ mang tên Total Drama, được sản xuất vào năm 2007 và cũng đã nhận không ít gạch đá từ các fan hâm mộ của series trước đó và cũng có cùng mục đích, đó là phục vụ những bạn trẻ xem hoạt hình thời nay. Series thứ 15, She-Ra and the Princesses of Power. Được Noel Stevenson xây lại dựa trên bản gốc từ năm 1985, series 2018 này xoay quanh Adora, một nữ thiếu niên tìm thấy một thanh kiếm cổ có sức mạnh biến cô thành một chiến binh bất bại. Cô bất đắc dĩ trở thành người dẫn đầu nhóm những công chúa phép thuật đánh bại đội quân Horde xấu xa. Nghệ thuật kể chuyện vô cùng cuốn hút, dàn nhân vật đa dạng, dễ mến và những cặp ship tuyệt đẹp chính là lý do cá nhân content Vũ Thuần đề xuất cho cậu series này của Netflix. Season 5 kết thúc series vừa mới ra lò tháng 5 năm nay thôi, thế nên các cậu hãy cày ngay cho nóng hổi nhé. Series thứ 16, The Last Kids on Earth. The Last Kids on Earth tạm dịch là những đứa trẻ cuối cùng trên trái đất. Đúng như cái tên gọi thì bộ phim kể về những đứa trẻ, trong đó nhân vật chính là Jack Sullivan cùng hội bạn mình sống sót và phiêu lưu trong một thế giới đầy zombie và bệnh dịch. Series được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên và được khá nhiều người yêu thích bởi tính phiêu lưu cũng như giáo dục gián tiếp của nó đối với những cậu thanh niên trẻ tuổi. Phim đang được công chiếu trên nền tảng Netflix. Bộ phim thứ 17, Harley Quinn. Nhận thấy sức hút khủng khiếp của Harley Quinn, cuối năm 2019, DC đã cho ra mắt series hoạt hình riêng của cô nàng ngổ ngáo này. Nếu các cậu đã xem qua những series hoạt hình của DC như Justice League, Batman The Animated Series thì Harley Quinn sẽ đem lại cho các cậu một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Thay vì những trận đấu tội phạm căng thẳng,
các cậu muốn tìm thứ gì đó điên rồ hơn, ngu ngốc hơn một chút ở chính thành phố Gotham. Các cậu muốn thấy một khía cạnh khác hài hước hơn, đời thường hơn của những siêu ác nhân như Clayface, Poison Ivy, King Shark thì Harley Quinn chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cậu đấy. Tuy nhiên series này lại mang nhãn R và chỉ dành cho đối tượng trên 16 tuổi, vậy nên các cậu hãy cân nhắc trước khi xem. Series thứ 18, Amphibia. Được phát sóng trên kênh Disney và Disney XD vào tháng 7 năm 2019, Amphibia kể về ba cô bạn học sinh là Marcy, Sasha và Anne mở một chiếc hộp nhạc bí ẩn và ngay lập tức bị dịch chuyển đến ba địa điểm khác nhau trên hòn đảo Amphibia kỳ quái có hình lá hoa súng. Hòn đảo này có thể coi như một thế giới song song với thế giới thực, trừ việc loài người được thay thế bởi loài ếch và cóc. Khoảng thời gian sống ở thị trấn Watwood cũng sẽ là cơ hội để Anne khám phá bản thân cũng như mang đến những điều mới mẻ cho người dân nơi đây. Bộ phim sẽ trở lại vào tháng 7 tới với sự góp mặt của người sáng tạo Gravity Falls, Alex Hirsch. Bộ phim thứ 19, Kipo and the Age of Wannabes. Series kể về cô bé gia hường Kipo vừa tối cổ vừa thiên tài bị lạc trôi trên mặt đất sau một thảm họa bất ngờ ập đến thành phố dưới lòng đất của cô. Con người đã không còn là loài thống trị trên trái đất, thay vào đó là những loài động vật đột biến có tên gọi chung là các Mute. Để có thể quay lại với bố, Kipo cùng với những người bạn mới quen sẽ phải chiến đấu với hàng tá sinh vật Mimo, vượt qua hàng tá những địa điểm chết chóc và quan trọng nhất là giải được những câu đố mà bố Kipo để lại. Sang đến những tập của mùa 2, chúng ta sẽ còn biết thêm về xuất thân đặc biệt của Kipo cũng như quá khứ đầy đau khổ của trùng cuối Scarlet Man. Điều tôi thấy ấn tượng nhất ở series này chính là sự hài hòa giữa những yếu tố như khung cảnh hiện đại và hoang sơ, con người và động vật, yên bình và hiểm nguy, âm nhạc nhẹ nhàng và sôi động, là ranh giới mong manh giữa bạn bè hay kẻ thù, quyết định rút lui hay đáp trả. Series thứ 20, Thundercats Roar. Đây là một series hoạt hình đã ra mắt vào đầu năm 2020, được sản xuất bởi hãng phim Warner Bros. Cho kênh truyền hình Cartoon Network. Thundercats Roar được xem như một series remake hài hước đáng yêu hơn của series gốc Thundercats ra mắt vào năm 1985. Giống như nguyên tác, series xoay quanh biệt đội siêu anh hùng Thundercats, hay còn gọi là biệt đội mèo sấm, với người đứng đầu là Lion O, cùng hành trình thích nghi với cuộc sống mới của họ tại vùng đất kỳ lạ mang tên Third World sau cuộc tẩu thoát khỏi hành tinh mẹ. Với hình tượng nhân vật ngộ nghĩnh, cốt truyện thú vị cùng nhiều tình tiết vui nhộn, Thundercats Roar chắc chắn sẽ đem lại cho các cậu những tràng cười sảng khoái sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng và mệt mỏi. Series thứ 21, Solar Opposites. Đây là một phim hoạt hình sitcom người lớn kể về một gia đình ngoài hành tinh phải rời bỏ hành tinh của mình để đến trái đất. Họ bắt đầu cuộc sống mới của mình như một gia đình bình thường ở Trung Mỹ và bộ phim là những tình huống hàng ngày xoay quanh cuộc sống mới mẻ kỳ lạ của họ tại nơi đây. Vừa mới được ra mắt vào tháng 5 năm nay, song bộ phim cũng đã nhận được rất nhiều lời tán dương từ giới phê bình lẫn khán giả. Một điều nữa là Solar Opposites chính là sản phẩm tiếp theo của hai tác giả đã và đang cố cùng thành công với Rick and Morty. Vậy nên bạn nào đã yêu thích phong cách và khiếu hài hước độc đáo của Rick and Morty thì Solar Opposites chắc chắn sẽ không làm các cậu thất vọng đâu. Series thứ 22, Rapunzel's Tangled Adventure. Đây là một series hoạt hình được sản xuất bởi Disney sau 7 năm từ sự thành công của phim điện ảnh Tangled. Phần 1 ra mắt vào tháng 2 năm 2017, kể về cuộc sống mới đầy thú vị của công chúa Rapunzel cùng Flynn Rider, chú tắc kè Pascal và chú ngựa Maximus sau khi thoát khỏi sự giam giữ của một phù thủy Gothel. Đặc biệt hơn, trong một lần chú ra ngoài cùng đàn hầu Cassandra và vô tình chạm phải những gai đá đen ma thuật, mái tóc của Rapunzel đã được hồi phục một cách kỳ diệu. Từ đó, cô khám phá ra bí ẩn về mái tóc của mình và sự liên kết giữa nó với những gai đá đen bên ngoài đầu đài. Phần 2 và phần 3 của series xoay quanh những cuộc phiêu lưu đầy thú vị và kịch tính của Rapunzel và Cassandra tại xứ sở bóng tối cùng nhiều hiểm nguy, thử thách đang chờ đợi họ. Đây sẽ là một series rất hoàn hảo cho bạn nào yêu thích những gì lãng mạn, vui tươi nhưng cũng đòi hỏi yếu tố hành động kịch tính. Series thứ 23, Sophia the First. Một series hoạt hình nữa cũng có nhân vật chính là một nàng công chúa đến từ Disney mang tên Sophia the First, tên tiếng Việt là Sophia đệ nhất. Bộ phim đã ra mắt vào tháng 11 năm 2012 và kết thúc vào tháng 9 năm 2018 với 4 season tất cả. Nhân vật chính của phim là Sophia, một cô bé thường dân đột ngột trở thành một nàng công chúa sau khi mẹ của cô là Miranda kết hôn với vua Roy lần đời thứ hai của xứ Enchantia. Series xoay quanh cuộc sống mới của Sophia tại cung điện xa hoa, tráng lệ cùng sự thích nghi của cô bé với cuộc sống hoàng gia đầy khuôn khổ phức tạp. Chuyến hành trình của Sophia càng trở nên thú vị hơn khi cô bé bất ngờ có khả năng trò chuyện với động vật nhờ có chiếc vòng cổ ma thuật mà vô cha ban tặng. Bạn nào mê mẩn những nàng công chúa, tò mò về cuộc sống hoàng gia hay yêu thích những đề tài về ma thuật thì không nên bỏ qua Sophia the First. Series thứ 24, Mighty Magic Swords. Bộ phim được phát sóng vào năm 2016 trên kênh Cartoon Network kể về hai anh em Vembra và Porhias, một cặp chiến binh thuộc Team Warrior for Hire trên con đường săn đuổi những thanh gươm báu có sức mạnh phép thuật đặc trưng, gọi chung là Magic Sword. Dễ thương nhưng vụng về, hai anh em đã tạo ra hàng tá những tình huống oái ăm và hài hước, mang đến tiếng cười giải trí cho người xem. Tôi đảm bảo đây là một bộ phim rất thích hợp cho những người bận rộn bởi nó sẽ mang đến tiếng cười sảng khoái cho người xem. Series thứ 25,
The Seven D. Bước ra từ phim ngắn đầu tiên của Disney, bảy chú lùn giờ đây đã có mặt tại vương quốc Jollywood để bảo vệ nữ hoàng Delightful khỏi vợ chồng phù thủy nhà Gloom. Với câu chuyện đơn giản, dễ xem và dễ hiểu, series sẽ giới thiệu khán giả những tính cách thú vị khác ngoài những cái tên cáu kỉnh, ngốc nghếch, ngái ngủ, hát xì, vui vẻ, xấu hổ và tiến sĩ. Series được công chiếu lần đầu trên Disney XD vào tháng 7 năm 2014 và đã kết thúc vào tháng 11 năm 2016 sau 44 tập phim. Series thứ 26, Avengers Assemble. Avengers Assemble là một series hoạt hình được sáng tạo và phát triển bởi biệt đội siêu anh hùng Avenger thuộc nguyên tắc truyện tranh Marvel. Ra mắt sau thành công vang dội của bom tấn The Avengers năm 2012, series phát sóng lần đầu tiên trên kênh Disney XD vào tháng 6 năm 2013 và kết thúc vào 24 tháng 2 năm 2019 với tổng cộng 5 mùa phim. Nếu như các cậu chưa biết, thì một trong những tập phim crossover mang tên Phoenix and Ferb Mission Marvel thì Phoenix, Ferb và những người bạn đã hợp tác cùng biệt đội Avengers từ Avengers Assemble chống lại những kẻ phản diện vô tình thoát ra từ cánh cổng không gian của Doofenshmirtz. Đây sẽ là một series hoàn hảo cho các fan của dòng phim siêu anh hùng nói chung và fan vũ trụ Marvel nói riêng. Series thứ 27, Pen-Zero Part-Time Hero. Pen-Zero Part-Time Hero là một series phim hoạt hình được sản xuất bởi Disney và được chiếu trên kênh Disney XD. Bộ phim được ra mắt vào ngày 5 tháng 12 năm 2014 như một bản thử nghiệm và chính thức được ra mắt vào ngày 13 tháng 2 năm 2015. Series nói về các cuộc phiêu lưu giữa Pen-Zero, người bất ngờ được thừa hưởng công việc của cha mẹ, là một anh hùng bán thời gian. Pen phải đi vào thế giới khác nhau để đảm nhận vai trò của người hùng trong thế giới đó và cứu người dân trong không gian của họ. Với sự giúp đỡ của bạn bè của mình, Boone và Sashi, Pen phải cứu cả thế giới khỏi Rip Pen, một kẻ xấu bán thời gian và là giáo viên mỹ thuật của trường Pen. Phụ tá của ông là hiệu trưởng của Pen, Larry. Series thứ 28, The Hollow. The Hollow là một series siêu hoạt hình được công chiếu trên Netflix vào năm 2018. Series kể về ba thanh niên đột nhiên tỉnh dậy trong một thế giới phép thuật kỳ lạ, giống như trong một trò chơi điện tử. Tuy nhiên, những gì họ trải nghiệm đều trở thành thực tế và họ sẽ phải hợp tác với nhau như thế nào để tìm đường về nhà? Hãy cùng theo dõi trên Netflix nhé! Series thứ 29, Voltron, Legendary Defender. Đây là phim hoạt hình Mỹ được công chiếu trên Netflix vào năm 2016. Series kể về hành trình bảo vệ vũ trụ khỏi thế lực đen tối bởi 5 chiến binh sở hữu 5 robot hình sư tử, hợp sức lại thành một cỗ máy hủy diệt có tên là Voltron. Họ cũng sẽ làm gì để bảo vệ vũ trụ khỏi những thế lực đen tối ngày càng nguy hiểm và hùng mạnh? Các cậu cũng hãy theo dõi trên Netflix để biết thêm chi tiết nhé! Series thứ 30, RWBI. Một bộ phim yêu thích và được đề xuất bởi bạn content Hải Long. Cho những bạn nào tìm kiếm bộ phim hoạt hình có nét vẽ hơi hướng về anime nhưng đã quá ngán ngẩm với bộ anime hiện nay. Bộ phim lấy bối cảnh ở một thế giới giả tưởng Remnant, nơi mọi người rèn luyện để trở thành những thợ săn bảo vệ thế giới của họ khỏi những con quái vật tên là Grimm. Phim theo chân Ruby, Weiss, Black và Yang, bốn nhân vật nữ thuộc team RWBI. Tên nhóm được lấy theo chữ cái đầu tiên của từng thành viên hợp lại. Phim được ra mắt vào năm 2013 trên website của nhà phát hành Rooster Teeth và hiện đã có mặt trên nền tảng chiếu phim Netflix. Series thứ 31, Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man là series phim hoạt hình được sáng tạo và phát triển dựa trên loạt truyện tranh Spider-Man được phát hành bởi Marvel Comics. Series được phát sóng trên kênh Disney XD vào đầu năm 2012 và kết thúc vào tháng 1 năm 2017 với 4 season và 104 tập chính thức. Bộ phim xoay quanh Peter Parker, một cậu học sinh cấp 3 nhút nhát mang trong mình thân phận siêu anh hùng, cùng hành trình rèn luyện để trở thành một người nhện siêu đẳng của cậu dưới sự giám sát chặt chẽ của đại tá Nick Fury thuộc SHIELD. Mặc dù là phim siêu anh hùng, nhưng series không hề thiếu đi những giây phút lắng đọng hay các tình tiết hài hước, vui nhộn. Chính vì vậy, Ultimate Spider-Man là một lựa chọn phù hợp để gia đình quây quần xem cùng nhau sau những giờ phút làm việc, học tập căng thẳng và mệt mỏi. Series thứ 32, BoJack Horseman. Sau khi bước chân lên đỉnh cao danh vọng của Hollywood từ thập niên 80-90, anh chàng ngựa BoJack dường như không phải lo nghĩ về một điều gì trong cuộc sống nữa. Đó là cho đến khi áp lực duy trì sự nổi tiếng, sự cô đơn và hậu quả của thói nghiện rượu bắt đầu ập đến. Cùng BoJack khám phá những góc khuất trong cuộc sống của một siêu sao trong series hoạt hình vô cùng thực tế và sâu sắc này, nơi mọi quyết định đều có thể để lại hậu quả khôn lường cho từng nhân vật. Series đã được đề cử và chiến thắng rất nhiều giải thưởng về lồng tiếng xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và đặc biệt là series xuất sắc nhất kể từ năm 2016. Thế nhưng các cậu hãy cân nhắc trước khi xem bởi series có chứa rất nhiều yếu tố 18 cộng nhé. Series thứ 33, Tuca and Birdie. Đến từ cùng hãng sản xuất BoJack Horseman, Tuca and Birdie được đánh giá là một trong những series xuất sắc nhất năm 2019. Series kể về hai cậu bạn chim với tính cách trái ngược, một thì tự tin phóng khoáng quá mức, một thì kín đáo cẩn thận quá mức. Cả hai từng là bạn cùng phòng với nhau, nhưng vì Birdie đã có bạn trai nên Tuca đã phải chuyển nhà lên tầng trên. Việc khắc họa suy nghĩ của một nhân vật nội tâm là một điều không hề dễ dàng, nhưng tôi cho rằng series này đã làm rất tốt điều đó qua nhân vật Birdie. Tuca và Birdie đã bị hủy sau mùa đầu tiên vì không thu hút quá nhiều người xem, nhưng sau đó đã được Adult Swim hồi sinh và sẽ trở lại Netflix vào năm sau.
series thứ 34 Victor and Valentino. Một bộ phim lên sóng vào năm 2016 trên kênh Cartoon Network, được sản xuất bởi nhà sản xuất cho cả Powerpuff Girls lẫn OKKO, quả là một bộ phim tiềm năng đúng không các cậu? Phim theo chân hai anh em với tính cách trái ngược nhau là Victor và Valentino trên hành trình đi tìm kiếm những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn trong thành phố yên bình Monte Macabre dưới sự giúp đỡ của bà ngoại mình. Mỗi tập phim chỉ khoảng 11 phút nhưng chứa đầy sự giải trí xen chút bí ẩn và siêu nhiên. Bộ phim chắc chắn sẽ là một lựa chọn không tồi đối với bất cứ ai tìm kiếm một series giải trí đã từng là huyền thoại như OKKO hay Powerpuff Girls. Series thứ 35, Paradise PD. Tiếp tục là một series Netflix giới hạn độ tuổi dưới 18. Paradise PD đi sâu vào cuộc lật tẩy những âm mưu siêu tội phạm đầy gian nan của những viên cảnh sát thành phố Paradise. Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn châm biếm đối với nạn phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giới và rất nhiều vấn nạn nhức nhối khác của xã hội. Các cậu đừng quên lắp não trước khi xem nếu muốn hiểu được những câu thoại cực kỳ thâm thúy của các nhân vật nhé. Series thứ 36, Rick and Morty. Rick and Morty là một bộ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng dành cho người lớn của Mỹ, được tạo bởi Justin Roiland và Dan Harmon cho Cartoon Network's Late Night. Loạt phim kể về sự bất hạnh của một nhà khoa học điên cuồng hay hoài nghi Rick Sanchez cùng đứa cháu trai tốt bụng nhưng hay cáu kỉnh Morty Smith. Bộ phim được lấy ý tưởng từ phim khoa học viễn tưởng Back to the Future năm 1985 và được các nhà phê bình đánh giá cao về tính độc đáo, sáng tạo và hài hước. Series thứ 37, Three Below. Tên đầy đủ là Three Below, Tales of Arcadia, là một series hoạt hình giả tưởng kể về ba nhân vật ngoài hành tinh có tên là Aja, Crow cùng với vệ sĩ của họ là Vavotos Fix và chú chó Luke vô tình vào trái đất. Họ đã phải tạm thời định cư tại đây và biến mình thành một trong những người tại trái đất để hòa nhập, đồng thời để sửa chữa tàu vũ trụ nhằm mục đích trở về để chiếm lại Icaridian 5 hiện đang bị xâm chiếm bởi đội quân Valmorando. Hành trình của họ tại trái đất cũng như kế hoạch của họ để đạt được mục tiêu ra sao, hãy cùng đón xem trên Netflix nhé! Series thứ 38, Adventure Time Distant Lands. Adventure Time Distant Lands là phiên bản mở rộng của series huyền thoại Adventure Time và vẫn được sản xuất bởi Pendleton Ward. Series ngắn của Adventure Time Distant Lands sẽ kể về cuộc sống của Finn và Jake ở vùng hậu tận thế ở xứ U, nơi họ tương tác với các nhân vật chính khác của loạt phim, bao gồm công chúa Bubblegum, nữ hoàng mang cà rồng Marceline và Bimo. Series thứ 39, Camp Lake Bottom. Đây là series của Canada được chiếu trên Disney lần đầu tiên vào năm 2013. Phim theo chân ba đứa trẻ 12 tuổi là McGee, Gretchen và Squirt. Họ đã lên nhầm xe chạy hè và đến Camp Lake Bottom, một trại hè kỳ quái khác hẳn với những trại hè thông thường với những con người kỳ quái nhưng vô cùng dễ mến. Phim mang yếu tố giải trí, đảm bảo đem lại cho các cậu tiếng cười thích thú thông qua hành trình của nhân vật, cũng như có thể cảm nhận được những bài học nhỏ lẻ được đan xen trong phim. Series thứ 40, We Bare Bears. We Bare Bears là một series hoạt hình dài tập của Mỹ được sáng tạo bởi Daniel Chong. Bộ phim được phát sóng trên Cartoon Network kể về cuộc sống của ba anh em nhà gấu, bao gồm gấu xám Grizzly, gấu trúc Panda và gấu trắng Ice Bear với ước mơ được hòa nhập với thế giới loài người đầy khó khăn. Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Cartoon Network dựa trên nguyên tắc truyện tranh. Series thứ 41, DuckTales. DuckTales 2017 là bộ phim hoạt hình Mỹ được phát triển bởi Matt Youngberg và Francisco Antunes, được sản xuất bởi Disney Broadcast Animation. Bộ phim hoạt hình này là phần khởi động của loạt bộ truyện gốc cùng tên năm 1987, tập trung vào cuộc sống của Scrooge McDuck và gia đình ông khi họ tham gia vào một loạt các cuộc phiêu lưu trên khắp thế giới và thành phố hư cấu Duckburg. Phiên bản năm 2017 tập trung vào câu chuyện và nhân vật sâu sắc hơn, bao gồm cả sự tham gia của vịt Donald. Tập thử nghiệm dài 41 phút được công chiếu vào ngày 12 tháng 8 năm 2017 trên Disney XD. Sau đó, phần đầu tiên được bật đèn xanh từ ngày 23 tháng 9 năm đó. Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, nửa sau của mùa đầu tiên và toàn bộ mùa thứ hai đã được chuyển sang kênh Disney. Series thứ 42, Close Enough. Các cậu có thấy nét vẽ này quen thuộc không? Đúng vậy, người sáng tạo của Close Enough chính là tác giả của Regular Show. Trong dự án tiếp theo này, anh sẽ kể chuyện về một cặp vợ chồng trẻ Josh và Emily đang phải đối đầu với những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày. Series hứa hẹn sẽ đem lại nhiều tiếng cười không kém Regular Show và đặc biệt sẽ là cơ hội để Quintal thể hiện hết chất riêng của mình. Close Enough sẽ được công chiếu vào ngày 19 tháng 7 trên nền tảng độc quyền HBO Max. Series thứ 43, Steven Universe. Nhắc đến Steven Universe thì nếu các cậu đã xem Way to Way Cartoon thì chắc hẳn các cậu đã biết series này như thế nào rồi. Chúng tôi sẽ không mất thời gian để giới thiệu series này nữa. Series thứ 44, Valinus. Là một mini series 25 tập có độ dài từ 1 cho đến 11 phút của Mexico, được chiếu trên nền tảng Cartoon Network lần đầu vào năm 2016. Series kể về hoạt động của Blackhead Organization dưới sự chỉ đạo của Evil Handyman Blackhead, một thực thể phản diện quyền năng. Tổ chức này đang cố gắng bán được những phát minh xấu xa của Dr. Fuckless nhằm đạt được khát vọng xấu xa của mình. Tuy nhiên, mọi thứ thường chuyển biến theo chiều hướng éo le không ngờ tới, khiến cho những phát minh vĩ đại mang đi bán lại hóa đồng sắt vụn.
phim được làm theo hướng dark comedy, tức là hài đen tối, phù hợp cho những bạn có nhu cầu xem những bộ phim vừa hài, vừa thoát ra khỏi cái bóng ngây thơ trong sáng của cartoon. Series thứ 45, Disenchantment. Disenchantment là một series hoạt hình Mỹ được sản xuất bởi Matt Groening, tác giả khá quen thuộc với các fan của series The Simpsons. Cả hai phần hiện đang có trên Netflix và vẫn tiếp tục ra mắt season 3. Bộ phim kể về một nàng công chúa thô kệch có tên là Bean. Mặc dù là công chúa, nhưng cô luôn mong muốn được khám phá mọi thứ bên ngoài, muốn được thoải mái bay nhảy, muốn được uống, quẩy tơi bời và không ngần ngại khó khăn hay nguy hiểm rình rập. Nếu các cậu là một fan của The Simpsons hay Star vs. The Forces of Evil, thì đây có lẽ là một series khá là phù hợp về tạo hình nhân vật, độ bựa cũng như hình ảnh của một công chúa tinh nghịch mong muốn phiêu lưu khắp mọi nơi. Series thứ 46, Has Been Hotel. Has Been Hotel là một series nhà kịch người lớn. Series chính thức được phát hành trên YouTube vào ngày 28 tháng 10 năm 2019. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, tác giả của bộ phim tuyên bố trên Patreon rằng chưa có ngày phát hành chính thức cho tập thứ 2. Nhân vật chính của loạt phim là một nữ quỷ mang tên Charlie, có chức danh là công chúa của địa ngục. Cô có nhiệm vụ cải tạo lại những người có tội trong khách sạn Hasbin để có thể giải quyết nạn quá tải dân số. Series thứ 47, Caesar's Revenge. Caesar's Revenge là một series hoạt hình được sản xuất bởi Trung Quốc, là một phim thuộc thể loại võ thuật hài hước được phát sóng trên Netflix vào đầu năm 2020. Phim đã nhanh chóng nhận được nhiều lời tán thưởng và phản hồi tích cực. Bộ phim xoay quanh một sát thủ khá là vụng về. Ngoài ra, anh ta còn cắt tóc bằng chính chiếc kéo dùng để thủ tiêu của mình và vô tình bị cuốn vào các cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các băng đảng. Series thứ 48, Clarence. Clarence là một series hoạt hình được sáng tạo và phát triển bởi Skyler Page, cựu họa sĩ phác thảo của series đình đám Adventure Time. Nội dung series chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật của Clarence, một cậu bé 9 tuổi hồn nhiên, vui tươi và tràn đầy năng lượng, cùng với những người bạn thân thiết của cậu. Điểm đặc sắc nhất trong mỗi tập phim chính là thái độ lạc quan, vui tươi cùng cách giải quyết đầy hài hước, hóm hình của Clarence trước những tình huống trớ trêu mà cậu và hội bạn gặp phải. Nếu các cậu yêu thích những bộ phim hoạt hình vui nhộn nhưng không kém phần ý nghĩa, thì Clarence là một sự lựa chọn hoàn hảo. Series thứ 49, Mau Mau Heroes of Pure Heart. Series xoay quanh một chú mèo đen ưa mạo hiểm và khám phá tên là Mau Mau. Trong một chuyến phiêu lưu của mình, cu cậu đã bị lạc vào một thị trấn dễ thương và đáng yêu tên là Pure Heart cùng hai người bạn của mình là Butcher Clops và Adora Bat. Họ đã cùng nhau phiêu lưu và bảo vệ người dân nơi đây khỏi những thế lực xấu xa. Series thứ 50, Carmen Sandiego. Carmen Sandiego là một series hoạt hình hành động phiêu lưu kết hợp với yếu tố giáo dục được lên sóng trên Netflix vào năm 2019. Nhân vật chính của bộ phim là Carmen cùng với Player, hai chị em Ivy và Jack lập nên một nhóm đạo trích chuyên đi ăn cắp những báu vật như là để bảo vệ chúng khỏi tay tổ chức xấu xa Vile. Không chỉ chứa những câu đố xoắn não và những pha hành động mãn nhãn, khán giả sẽ còn được biết thêm về quá khứ đầy bí ẩn của nhân vật chính trong những tập mới nhất của series, đặc biệt là trong mùa 3 sẽ được ra mắt trong tương lai. Series thứ 51, Teen Titans Go. Teen Titans Go là một series hoạt hình truyền hình Mỹ phát sóng trên Cartoon Network từ ngày 23 tháng 4 năm 2013 dựa trên đội siêu anh hùng đến từ DC Comics. Mặc dù có nhiều thay đổi trong việc thiết kế nhân vật, nhưng Teen Titans Go vẫn được góp giọng bởi các diễn viên nổi tiếng cũ. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của những nhân vật mới. Điều đặc biệt của Teen Titans Go là có rất ít liên hệ với vũ trụ DC. Điều này giúp series có thể thỏa sức sáng tạo cốt truyện và tạo dựng sự kiện cho các tập phim. Series thứ 52, Lampoon. Lampoon là series của Ấn Độ dành riêng cho Cartoon Network châu Á và cụ thể là Cartoon Network của Ấn Độ. Phần 3 vẫn đang được sản xuất, bao gồm các tập 5 phút và 2 phút. Sở dĩ tôi giới thiệu series này vì khá là kỳ lạ khi lần đầu tiên Cartoon Network công chiếu series của hoạt hình Ấn Độ. Mong là series này sẽ không giống series Cô Dâu 8 tuổi. Series thứ 53, Uncle Grandpa. Uncle Grandpa là một series hoạt hình Mỹ do Peter Brongrad sản xuất cho Cartoon Network, phát sóng lần đầu vào ngày 2 tháng 9 năm 2013. Trong mỗi tập phim, bác Grandpa sẽ đến thăm nhà một đứa trẻ và giúp chúng giải quyết những vấn đề thường ngày bằng một chuyến phiêu lưu cực kỳ ảo diệu. Đồng hành cùng với bác Grandpa trong chiếc RV là túi đeo không biết nói, một chú khủng long xanh tên Gus và một miếng pizza tự gọi mình là Pizza Steve và một chú hổ biết bay. Series thứ 54, The Cuphead Show. Tiếp nối sự thành công của tựa game Cuphead phát hành vào năm 2017, Studio MDHR sẽ cho ra mắt một series hoạt hình vẫn với nhân vật chính là hai anh em Cuphead, Mugman và đồ họa lấy cảm ứng từ những năm 30. Trong series này, hai anh em sẽ khám phá những khu vực mới và làm quen với những nhân vật mới ở đảo Ingwell. Những hình ảnh đầu tiên đã được hé lộ ở Liên hoan phim quốc tế vào ngày 15 tháng 6 vừa rồi và series sẽ được chiếu chính thức trên Netflix trong thời gian tới. Series thứ 55, Glitch Text. Đây là một series hoạt hình hiện đang được chiếu trên Netflix với một chủ đề khá là độc đáo, trò chơi điện tử. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính là Five và Miko, hai thiếu niên hoàn toàn xa lạ với hai gia đình, hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng đã tình cờ gặp nhau và kết thân qua một giải đấu game. Cả hai sau đó đã được nhận vào Glitch Text, một nhóm game thủ với nhiệm vụ tiêu diệt những con quái vật chui ra từ những game lỗi.
Theo tớ, điểm cộng của series này là đã tận dụng cực kỳ tốt chủ đề chơi điện tử để xây dựng cốt truyện cũng như các nhân vật. Series cũng kết hợp khá nhiều yếu tố gia đình, nhờ đó nhấn mạnh được với các bậc phụ huynh những lợi ích của việc chơi game. Series từ năm 6, Ben 10 Reboot. Chắc hẳn hầu hết chúng ta khi xem Cartoon Network đều nghe thấy tên Ben 10 rồi đúng không? Ben 10 là một franchise phim hoạt hình ra mắt vào năm 2005. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, Cartoon Network vẫn cho ra mắt series Ben 10 phiên bản Reboot, một phiên bản trẻ hóa các nhân vật trong series. Tuy có khá nhiều đánh giá trái chiều về bản chất của bộ phim, nhưng tớ vẫn recommend những bạn trẻ nên theo dõi bộ phim này bởi màu sắc, tuyến nhân vật và tạo hình sẽ rất phù hợp. Thêm nữa, những yếu tố hài hước, nhí nhảnh của nhân vật sẽ khiến các bạn trẻ thích thú hơn. Series thứ 57, Miraculous. Đây là bộ phim hoạt hình được sản xuất bởi studio Pháp Zactone và hiện đang được chiếu trên kênh Disney. Phim lấy bối cảnh tại Paris thời hiện đại, theo chân hai nhân vật học sinh là Marinette, bí danh Ladybug, và Adrian, bí danh là Cat Noir, trên con đường chống lại thế lực hắc ám, đặc biệt là Hawkmoth, với năng lực lợi dụng cảm xúc tiêu cực của người dân Paris để biến đổi họ thành kẻ xấu. Phim chú trọng vào cốt truyện, nhiều cốt truyện diễn biến chậm, nên nếu các cậu là người bận rộn và đã xem từ tập đầu tiên của phim, các cậu có thể nhảy cóc sang tập phim khác trong cùng một season mà không sợ không hiểu nội dung của bộ phim. Cốt truyện ổn, art đặc biệt đẹp so với những cartoon khác trên kênh, tớ nghĩ rằng đây có lẽ là một lựa chọn khá là ổn cho các tín đồ cartoon. Series thứ 58, Star vs. The Forces of Evil. Nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng Star vs. The Forces of Evil vẫn thuộc một trong những series hoạt hình mới trên Disney bởi nó cũng vừa mới kết thúc. Thậm chí, có nhiều tin đồn cho rằng Disney và Darren FC vẫn có thể cho ra mắt những phần phim tiếp theo. Series kể về cô công chúa Star Butterfly tinh nghịch, bướng bỉnh, phiêu lưu khắp vũ trụ cùng với những người bạn thân, đặc biệt là Marco. Nếu các cậu muốn biết rõ hơn về nội dung phim, thì Way to Wear cũng đã làm khá nhiều video về Star vs. The Forces of Evil, kể cả tóm tắt hay phân tích. Series thứ 59, OK KO Let's Be Hero. Đây là một series hoạt hình hài hước, theo chân một cậu bé nhiệt tình, vui vẻ với công việc làm ở một cửa hàng bán đồ cho siêu anh hùng. Bộ phim là cuộc hành trình của KO trên con đường trở thành siêu anh hùng vĩ đại nhất của mình. Series thứ 60, The Lion Guard. Được Fort Riley phát triển dựa trên bộ phim kinh điển của Disney The Lion King năm 1994. Series The Lion Guard tập trung vào câu chuyện của Kion, con trai của Simba và Nala, đồng thời là thủ lĩnh của nhóm Lion Guard bao gồm Banga, Bestie, Fully và Ono. Nhiệm vụ của cả nhóm là bảo vệ vùng đất kiêu hãnh và vòng tuần hoàn của cuộc sống khỏi linh hồn Scar và những thế lực khác. Bộ phim được công chiếu trên Disney XD vào tháng 1 năm 2016 và tập cuối cùng lên sóng vào ngày 3 tháng 11 năm 2019. Series thứ 61, Lava Island. Có lẽ ai ai trong số chúng ta cũng đã từng nhìn thấy hai con ấu trùng đỏ và vàng siêu lầy siêu bựa này rồi đúng không? Cả hai đã xuất hiện trở lại trên Netflix vào năm ngoái. Và lần này, không còn ống cống tối tăm hay căn nhà để xúc xích nữa, mà là một hòn đảo mát mẻ và không kém phần khắc nghiệt. Trên hòn đảo này, Red và Yellow sẽ được làm quen với Mango, một cô ấu trùng mạnh mẽ có tình cảm thầm kín với Red và một anh chàng loài người tên Chalk. Series thứ 62, Apple and Onion. Công chiếu trên Cartoon Network vào năm 2016, Apple và Onion chính là một ví dụ cho việc một series hoạt hình không nhất thiết phải có một cốt truyện cụ thể để thu hút khán giả. Bộ đôi rau quả này mang đến cho các cậu những giây phút giải trí nhờ có những đoạn nhạc bắt tai và khiếu hài hước theo một cách riêng về chủ đề đồ ăn, và đôi khi những giây phút ấm lòng về sức mạnh của tình bạn. Series thứ 63, Running Man. Trái trên cây linh hồn từ lâu đã là nguồn năng lượng quý của các nền văn minh, từ đó dẫn tới những cuộc chiến tranh đẫm máu giữa những kẻ mờ mắt bởi sức mạnh của nó. Quá mệt mỏi với những cuộc chiến khốc liệt và dài dẳng, lãnh đạo của các bộ lạc đã đi tới một hiệp ước hòa bình và một thỏa thuận chung. Bảy đấu thủ từ bảy bộ lạc được cung cấp khiên và đồng hồ đặc biệt, tranh đấu với nhau trên con đường giành lấy Materian, thần trái của cây linh hồn. Những người đó được gọi là Running Man. Bộ phim hoạt hình này dựa trên chương trình truyền hình trực tiếp nổi tiếng tại Hàn Quốc và Việt Nam, Running Man, với ý tưởng về trò chơi cũng như các nhân vật. Và series hoạt hình cuối cùng trong 64 series mà Way to Wear Cartoon muốn giới thiệu đó chính là Green Eggs and Ham. Được minh họa dựa trên cuốn sách Dr. Seuss, của Dr. Seuss, một trong những tác giả thiếu nhi nổi tiếng nhất. Green Eggs and Ham là câu chuyện nhẹ nhàng kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Sam và Guy và hành trình đưa chú Chicken Raff, hay còn gọi là gà cao cổ, về nơi nó được sinh ra. Cả đường bọn họ là Snurts, một đại gia có sở thích sưu tầm những loài động vật quý hiếm chỉ để chứng minh đẳng cấp của mình. 13 tập của mùa đầu tiên sẽ giúp các cậu rút ra những bài học về tình bạn, tình cảm gia đình, tất cả để qua món trứng và giam bùng xanh. Các cậu còn có series nào khác trong 64 series mà Way to Wear mới nêu ở trên không? Hãy comment phía bên dưới phần bình luận và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Way to Wear Cartoon để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau. Way to Wear out.